này chẳng đừng vượt qua cái bước nhàn vũ thì bản thân mình khi nhìn về là số 1 đến giờ mình cũng không nhận ra bản thân mình nữa. Và bản thân mình bây giờ phải nói là khác biệt rất là nhiều. Em không nghĩ rằng mình có thể nhảy được như vậy và cũng không ngờ được cái đầu óc của mình có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng sáng tạo như thế. Cảm xúc của mình bây giờ thì như mình đã nói, mình rất là mãn nguyện với cái kết quả này. Tại vì mình thấy là các bạn khác rất là xuất sắc và tập trung, rất là tập trung với bước nhảy vũ. Và Giang thì còn quá nhiều công việc khác ở bên ngoài ảnh hưởng nó, nên là mình hy vọng nghĩ là cái trận chung kết đấy bốn bạn sẽ có thể đem lại những cái màn biểu diễn nó tuyệt vời nhất. Còn Giang đến ngày hôm nay thì mình đã chứng tỏ được rất là nhiều điều rồi. Mình rất hài lòng với kết quả ngày hôm nay.